BD nè. BD đúng không? Yeah. Yeah. Con chưa biết hình. Trời ơi là trời. Ôi chị đâu có biết đâu. Biết sợ. Nhà mới đâu nè Ái Mi? Trời. Quận 12, Ái Mi ở quận 12 nè, hợp tôi thoại. Trời ơi là trời, chừng nào cũng định chỗ bóng. Nè nè nè, đi mua bánh tráng đừng nói tôi tha môi son nha. Trời ơi, đánh son cherry đúng không? Trời ơi là trời. Môi tự nhiên không, môi tự nhiên. Trời ơi, cái viền môi màu đỏ, cái hàm râu màu đen. Trời ơi là trời, mấy phần nè? Ba phần. Trời ơi trời, tội nghiệp em, nói đi chưa? Em có chồng chưa? Chưa. Rồi em dạy em là BD gia đình em biết chưa? Rồi hả, hãy tự tin sống với gia đình nha em. Còn đây chị cũng là BD nè. Em tên gì? Duy. Chị tên là Nguyễn Chí Hùng. Đó. Đây đưa cho em đây. Em muốn mấy phần vậy? Đủ rồi, rồi đủ rồi. Cảm ơn nha Ái Mi. Trời ơi. Bà không có miếng điệu à. Bà đi mà cái chân quay vậy nè. Ba bậc. Năm phần. Anh mua mấy phần vậy? Hai phần. Không, hai phần bán liền à. Nghe nè, mua mấy phần? Một phần phải không? Từ từ bán hết rồi tới mình nha. Mình ngồi đó đi. Không có gì chơi được luôn. Chợ con, nhiều khi hình hài vậy đó. Chứ thật sự, cái vụ cui bé lớn à con. Mình phải kiểm tra. Mình ơi, ra đằng sau cây đa đi cho các thi coi cái vụ cui. Kìa, người ta muốn đi kìa. Người đàn ông tham lam. Người đàn ông dễ dãi. Trời ơi là trời. Vô trọng đi, vô trọng đi. Tôi lấy cụ lão tôi giả vô miệng. Lúc đó đừng nói sao xui vậy nha. Ba bắp tay không máu bắp tay. Trời ơi, ghé quá con ơi. Trời ơi là trời đảo. Trời ơi trời, cái gu này nè, cái gu này nè. Bây giờ mà ngủ chung nha. Ngủ chung với con hợp điện thoại. Địch nó cũng hửi nữa. Thiệt luôn á. Quyền. Ba gùa con nè. Ba gùa con đó Quyền. Bữa ông đi khách với tôi nè. Trời, bà nội mày là ngốc vậy. Không mất dạy. Ủa Thanh Mũi đó rồi, Thanh Mũi đó rồi. Thanh Mũi về coi chừng rồi, Thanh Mũi vắng uống nước rồi đó. Đi lại đây, đây. Đi. Thù ngon lành vậy trời. Xích qua. Thấy là phát gầu hà. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời BD mà nó ưa bánh bèo. Con. Ủa, mình ở đâu vậy? Mình ở đâu vậy? Gần đây. Gần đây hả? Chùa cha Hà Nội nữa. Cha Hà Nội cù lẳng đã lắm đó. Trời ơi. Con không có mê trai nha. Gia đình mình không có truyền thống rồi, cứ thấy trai tôm tớp nha. Mình đã xài hết đi. Thôi từ từ, camera tao quay nhiều quá cũng nề gì nể tao tí xíu. Mình đã đâu vậy? Quận 4. Cái gì mà đưa vậy trời? Đang nói chuyện với đàn ông mà. Nghỉ bán xíu đi. Ghét mà. Đảo mẹ ha. Ngon lành ghê đó con. Trời ơi. Cho mượn tôi. Nhỏng bê nè kìa má. Bà nội ơi, bà nội. Không sao, nó khùng cái tiền nó đùng lên đó mình. Nhiêu tuổi rồi? 18. 18 hả? Kêu má đi. Cái mặt thì mình. Có người yêu chưa? 17. À. Nghĩ mẹ đi. Nãy tới tôi này bán bánh tráng hả? Nãy tới tôi này bán bánh tráng phải không? Bỏ bán, không nghỉ bán luôn. Ưu tiên chị nè. Lên đó rồi. Né cái hàng này ra nha. Okay, bạo trắng với ông áo đen nha. Okay. Không có tình nghĩa gì ở đây nữa đó. Vậy là quá đáng lắm rồi. Quá trời quá đất rồi. Bà hên lắm đó nha. Tôi nói bà trước bà hên lắm rồi đó. Thiệt. Ủa rồi có đuổi ra không? Dạ. Lẹ lên. Vừa chạy lại. Tưởng còn cô đơn, sáp vô cuối cùng nghe nói là có người yêu kế bên này. Ứa máu. Muốn đổi qua thành BD, lộn không? Từ BD muốn đổi qua thành đàn ông luôn. Đàn ông tôi lấy con bèo này. Em đang tạm thời hết đũa nha. Để chờ bé nó chạy. Nhưng vẫn còn lưu luyến. Bỏ thì uổng quá.
Mấy phần vậy? Dạ 4 phần. 4 phần với ông Cathy thôi là 80. Tới ai vậy? Đến bạn hàng 3 nè. 3 phần. 3 phần, 90. Em đang hết đuổi không cầm. Đây cô gái, cô gái. Chết rồi, không kịp chứng đó nha, khoan, không kịp chứng đó nha. Bán 25 đi con. Em đang lý lại đến hàng này đúng không? Dòng lại từ đâu? Thôi nói chứ chị lên đi. Đối thủ của bà đó, bà ca này bà làm sao tôi coi được bà làm. Quyền, con chạy vô cái nhà kho, con lấy 2 cây mã tấu cho mẹ. Mẹ. Sao con? Cái dao của mẹ đâm chị đủ chết rồi. Con mất dạy. Con. Cái vui của tại sao hết xoài? Tại sao hết xoài trả lời kìa. Trời ơi giờ này nó hết vậy đó. Cái giờ này nó bán á, bán số lượng ra cái xoài, xoài đâu để ban đêm được, đúng không? Giờ này mấy giờ này là giờ phát sinh bán cho mọi người á. Đúng không? Rồi lên đi cha. Lại gần tới coi. Lại gần tới coi. Mấy bệnh, mấy bệnh? Một. Anh đợi mấy tiếng anh mua có một bệnh thôi hả? Đi ăn một mình rồi. Nó có người yêu mà. Xạo phải không? Ai vậy? Ý? Chồng của ổng kìa. Chồng của anh đấy hả? Không phải. Mẹ của ảnh là một phần. Nè anh là... Bà nội, bà nội. Để đi mà. Quá trời quá đất rồi. Giờ loạn hết rồi. Đàn ông mà đi yêu đàn bà. Loạn hết rồi. Trời ơi. Con trai BD vậy. Bái vậy nè. Thôi em sợ ma lắm. Rồi Diễm Lan xong rồi. Cảm ơn Diễm Lan. Không. Mấy phần? Có 2 phần. Mấy phần? 2 phần. 2 phần. Cho chị xin 10.000 của em đi. Con đưa cho ma đi. Rồi. Chị mấy phần vậy? 2 phần. Mấy phần? Mấy phần không? 1 phần, ok công chúa, xin nghe. Đây cho em chụp hình nha chị ơi. Ok đây hả? Tối làm về tối ngày nào cũng ám chị ơi. Dạ hả? Ngày nào cũng coi clip đúng không? Đúng. Trời ơi, coi clip này bình thường coi cái gì vui vẻ gì đâu. Bi đi mà. Quay ít ít anh ít coi clip tôi đi. Chỉnh 3 giây luôn. Chỉnh lại. Mỗi người mua được 5-10 phần luôn. Hiểu chưa? Nhưng bà là mua có 2 phần đúng không? Sao bà biết? Cảm ơn 60 rồi. Không, tôi nhìn tôi biết rồi. Hả? Ngồi đông cho vui, cho đông vui. Mua hả? Đi kiếm cho cái bàn đi. Mấy phần? Dạ 2 phần. Ok, chụp hình đi. Mấy phần? 1. 2 đứa. Ok. Má tắt nguồn luôn. Mới chụp hình với người ta rồi má tắt nguồn luôn. Ôi, chụp lại, chụp lại. Ngồi tay quá rồi. Ngồi tay chụp. Đây đây em chụp. Anh nữa trắng. Ok chưa? Em nói vậy là 140. Ok. 1 phần phải không? Ok. Đây đây đây, đi vô đây hả? Ok em. Cảm ơn. Tới ai vậy? Mấy phần? 3 phần.
ba phần lẹ lên. Ok, mấy phần chị đoán xem nhiêu phần? 3 phần 90. Bóp vũ à. Dạ ok, bye anh. Cảm ơn. Ok. Bốn phần 120. Ok em. Chụp đi em, chụp cái xoong máy sẵn đi em. Chị chụp cho. Mấy phần nè? 6 phần 180 luôn. Sáu. Ở đây là hồi nãy á. 4 phần. Ok. Ờ quên nữa, hết xoài và rau răm nha. Yeah. Mình về mình bào dưa leo vô ăn cũng ngon. Xuống mùi lùm đi. Tụi mình bào nhau. Không biết gì con cười. Mới bị lớn, à. Hả? Gầu ghê. Bà là chị của Như Ý phải không? Gia đình này cuối năm nay mừng thịt được rồi nghe. Mùng 1 Tết đây có thịt kho tàu. Rồi. Ai? Vui vậy? Sao không quay qua các thi? Kìa A Tô kêu chào các kìa. Không chào luôn. Rồi, tới ai? 3 phần 90. Ok. Cảm ơn nhiều. Tới ai vậy ta? Chưa. Ráp là ngồi cuối cùng. 2 bịch. 1 bịch. Bà dán tiền bây giờ bà bị bốc khói rồi. Bà dán tiền bây giờ bà bị bốc khói. 2 phần. Ok, 2 phần luôn thoại ơi. Rồi đứng lên. Rồi chụp luôn. 2 phần. Mấy phần? 1 phần. Em xin chụp. Ok. Ok. Một phần. Em được 200. Ok. Dạ 1 phần. 3 phần. Đứng lên. Ok, giờ em đó em cầm lấy chụp. Ok. Tướng ngon lành. Rồi 3 phần. Ra 4, chụp ra 4. Đó, không gian nha, thở hơi gian nha. Rồi, con chu mổ lên đi, chu mổ lên. Đẹp dễ sợ luôn á. Mấy phần, 3 phần. Chân khúc luôn. Cái gì, có chân khúc hả? Còn chưa cút không? Hết rồi nè. Có trứng gà rồi con. Có trứng gà. Nè con, 3 phần nè con. Nè chú gửi con nè. Cầm tiền đàng hoàng con. Đi qua đây đi. Chụp xong chưa giải quyết gì bà cười hát hát luôn. Tới ai vậy? Tới ai vậy ta? Đến chị nhưng mà em quyết định ưu tiên cho chạy đẹp. Chị lùi về. Em ưu tiên cho chai đẹp trước, chị lùi vậy. Mày khùng quá. Làm sao làm? Cho chai đẹp ngồi đợi tí xíu để chị mẹ con mình còn ngắm nhìn con. Ok, bác. Gái ơi, tới em. Hết bánh rồi. Em về chỗ đi. Trời ơi, cô bé này thiệt là khờ khạo. Trời ơi là coi được thì gả cho chị Hương Nga. Anh này thì hợp gu chị Nga nè.
Nhung gái lắm á. Thôi cô em à.